Chú Hiền mến chào quý vị đang đến với bản tin tổng hợp tối thứ ba ngày 14 tháng 7 trên kênh Sáng Về TV. Bản tin tối hôm nay có những nội dung chính sau đây. Người viết Facebook chê khu du lịch Quỷ Núi bị võ sư Thiếu Lâm Bình Định hành hung. Vợ gọi video call, chồng nhắc cái lạ trốn rồi quay khắp nhà mà không ngờ trúng kế cao tay. Phẫn nộ nhóm thanh niên quay clip cười đùa cạnh quan tài người thân. Đại sứ Trung Quốc vận công đẩy lùi nước lũ. Ngày 13 tháng 7, Công an phường 2 thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng cho biết đang làm rõ vụ việc anh Đỗ Khôi Nguyên, 34 tuổi, người từng viết Facebook chê khu du lịch Quỷ Núi, bị mời đến quán cà phê số 74 Phan Đình Phùng, phường 2 Đà Lạt và bị 4 người lao vào hành hung, phải nhập viện cấp cứu. Ngày 13 tháng 7, anh Nguyên làm nghề xăm hình cho biết, sáng ngày 11 tháng 7, anh viết trên trang Facebook cá nhân dòng trạng thái: "Chúc mừng ân phúc Liên minh Bất động sản và một số quan tỉnh Lâm Đồng có phép dự án này. Chơi ngu lấy tiếng để cho các bạn thấy được nhiều tiền không mua được nhân tính." Kèm hai tấm hình được một số người trên mạng xã hội cho là phản cảm. Đến trưa cùng ngày, anh Nguyên nhận được cuộc điện thoại hẹn giờ đến xăm hình. Anh này đã hẹn khách sau 16 giờ mới rảnh. Sau đó khoảng 17 giờ, có một người đàn ông đến phòng xăm hình. Người này tự xưng là anh em xã hội của anh Phúc Liên Minh, không phải đến xăm hình. Người đàn ông này gây áp lực, dọa buộc anh Nguyên phải gỡ status trên. Anh Nguyên mở máy tính, xóa status trước mặt người đàn ông. Sau đó, người này hạ giọng mời anh Nguyên qua quán cà phê ngay bên cạnh nhà. Anh Nguyên tưởng mọi chuyện đã xong nên vui vẻ qua quán cà phê với người đàn ông này. Tại đây có ba thanh niên khác ngồi sẵn. Trong quán cà phê, người đàn ông yêu cầu anh Nguyên phải nói lời xin lỗi để quay video vì chê bai khu du lịch Quỷ Núi. Anh Nguyên không chấp nhận, liền bị người đàn ông và ba người ngồi sẵn trong quán lao vào hành hung rời quán. Anh Nguyên được người nhà đưa lên bệnh viện cấp cứu. Sau khi trích xuất camera an ninh của quán cà phê và những người nhà lân cận, cơ quan chức năng xác định được người đàn ông vào nhà anh Nguyên yêu cầu gỡ status trên Facebook và đánh anh Nguyên là Phạm Đức Phượng đang làm việc tại câu lạc bộ võ thuật Liên Minh. Lãnh đạo Công an phường 2 cho biết thêm, đang phối hợp với đội cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Lạt thu thập thêm dữ liệu hình ảnh camera an ninh, xác định những người hành hung anh Nguyên để xử lý. Công an cũng đã gặp các nhân chứng chứng kiến vụ việc anh Nguyên bị hành hung. Chuyện ngoại tình Tiểu Tam tuy không còn quá xa lạ nhưng luôn là chủ đề được cộng đồng mạng quan tâm. Mới đây, một đoạn video ghi lại khoảnh khắc cô vợ cao tay bắt quả tang chồng mình ngoại tình từ xa. Tuy nhiên, anh chồng và người tình nhân đã phối hợp rất khôn khéo nhưng vỏ quýt dày thì lại có móng tay nhọn. Theo người đăng tải chia sẻ, thì người đàn ông trong đoạn clip trước đây được cho là dẫn một cô gái lạ về nhà khi vợ vắng nhà. Và có lẽ người này đã chuẩn bị tinh thần và các phương án để đối phó khi có cuộc gọi video đột xuất. Khi bị gọi video, người đàn ông bình tĩnh lướt camera khắp nhà để khoe mọi chuyện vẫn bình thường. Cô gái trẻ xuất hiện trong clip cũng phối hợp vô cùng ăn ý, lừa góc quay của người đàn ông để trốn tránh, quyết không để bản thân lọt vào ống kính. Cả hai tưởng chừng dễ dàng che giấu hành vi mờ ám, nhưng sự thật lại vô cùng bất ngờ. Căn nhà đã được lắp camera từ trước, toàn bộ sự việc được bóc trần qua màn hình. Có lẽ cuộc gọi video kia của cô vợ muốn kiểm tra độ trung thực của chồng. Đoạn clip đang thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Nhiều người không khỏi thắc mắc chân tướng sự thật của sự việc và kết cục của người đàn ông sau khi vợ quay trở về nhà sẽ như thế nào. Hạnh phúc của một tang gia, một đoạn trích trong tác phẩm Số đỏ của Vũ Trọng Phụng cứ tưởng như chỉ có trong văn học. Ấy vậy mà đoạn trích này lại được một nhóm thanh niên tái hiện ngoài đời thực, khiến nhiều người theo dõi không khỏi sốc và vô cùng phẫn nộ. Mới đây, mạng xã hội liên tục chia sẻ đoạn clip với hình ảnh vô cùng phản cảm của một đám thanh niên. Nhóm người này vô tư quay clip, chụp ảnh tự sướng, thậm chí còn livestream bên cạnh quan tài người quá cố với thái độ cười cợt. Thậm chí một thành viên trong nhóm còn tuyên bố sổng sạc: "Tiền thật thì anh em tôi không đầy đủ, nhưng mà tiền ông Phủ thì anh em tôi đầy." Tiếp đến, cả nhóm quẩy cần sung để cả Facebook có thể thấy niềm hạnh phúc, bất chấp trong đám tang đầy đau buồn đi chăng nữa. Trong bài chia sẻ này, tất cả những người trong nhóm thanh niên đều đeo khăn tang màu trắng và điều đó cho thấy họ là những người thân thích đang ở trong đám tang với người thân của gia đình. Vậy mà không hiểu vì động cơ nào
mà nhóm thanh niên lại có những hành động gây sốc đến mức thiếu giáo dục đến như vậy. Hành động vô ý thức của một nhóm thanh niên tại đám tang người thân được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội khiến dân mạng không khỏi bức xúc và phẫn nộ. Dù clip là thật hay dàn dựng, nhiều người vẫn thắc mắc một bộ phận giới trẻ hiện nay thật sự vô cảm, thờ ơ và thiếu tình người vậy chăng? Vừa qua, hàng chục người vây quanh một người tự xưng là đại sư khí công ở tỉnh Hồ Nam xem người này vận công để chống lũ lụt. Được biết, sự việc này xảy ra tại thành phố Lạnh Thủy Giang, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Dù đại sư này đã ra sức vận công và múa may, nước vẫn không ngừng tràn lên đường. Trong khi đó, lực lượng dân phòng và cứu hỏa thành phố trong tối hôm đó đã được huy động để khẩn cấp đắp đê ngăn lũ suốt 18 tiếng. Đa số người dùng mạng Trung Quốc cho rằng đây là trò mê tín và hành động vận công của người tự xưng là đại sư chỉ mang tính chất gây cười. Mưa lớn và lũ lụt đã tiếp diễn suốt nhiều tuần qua ở miền Trung và miền Nam Trung Quốc, ảnh hưởng gần 34 triệu người ở 27 tỉnh, trong đó 141 người thiệt mạng. Theo dữ liệu của Bộ Thủy lợi Trung Quốc, mực nước của 212 con sông đã vượt mức báo động kể từ đầu tháng 7, trong đó có 19 sông tăng lên mức kỷ lục. Trung Quốc cho rằng biến đổi khí hậu đã dẫn tới các điều kiện thời tiết cực đoan, gây mưa lũ kéo dài từ tháng 6 và khiến nền kinh tế quốc gia này bị thiệt hại 8,57 tỷ USD. Quý vị thân mến, vừa rồi là những thông tin mà chúng tôi cập nhật trong ngày. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Diệu Huyền xin mến chào và hẹn gặp lại.